Chào anh em nha. Em ở Cà Mau nha. Anh em đừng hỏi em ở đâu chứ, chỗ này cũng ship chân nha. Có mấy anh trai hỏi ở đâu rồi, Cà Mau xa quá thì không mua, mua hàng thì ship thôi có gì đâu. Nè anh em lên con 250 đã qua sử dụng nha. 2019. Nói chung là còn khá là đẹp luôn. 9 nút. Hầu như là zin hết luôn nha mấy anh em. Này mấy anh em dòm tổng quan đi. Đó, sàn trắng tươi. Một cái nhịn đi, sáu luôn. Rồi lên trả lấy giùm em đi anh. Bô zin luôn, còn cái tem luôn. Hiện tại giờ giá máy mới rất là cao nha. Mua máy cũ mà xài. Con này là siêu im, thắng xích còn ok. Đã lên nhông đồng tiền. Đó. MX250. Rồi test cho mấy anh trai coi luôn nha. Mấy cái tài đau quá. Ây da. Đây. Ok luôn nha mấy anh em. Hàng xíu đẹp. Buông hợp chân chút xíu. Rồi ok nha mấy anh em ơi. Ai mua inbox Messenger nha, con này là đầu không nha, không làm xích nha. Đầu không, không làm xích. Mấy anh em chuyển khoản cho em phi ship nha. Con này thì 6 hơn Ngọc Trinh chút xíu thôi nha. Rồi Ninh Cà Mau nha. Ok.